kinh thế. Ai oán như kiểu là tao mất rồi đấy à? Ôi trời ơi, mày là đứa nào? Em là Nhung đây. Có mỗi thế mà chị không nhận ra em mà. Mày làm thế nào mà để ra nông nỗi này à? Vào đây nói tao nghe xem. Sáng nay mẹ chồng chị còn lấy cái máy xịt răng của em, bà ấy xịt đít, xong bà ấy đưa cho em một đồng vàng hối lộ. Em lại cứ tưởng vàng thật, em mang ra ngoài kia bán. Chưa nói dứt câu nó đánh em không trượt phát nào. Sao mày dại dột thế? Ở đâu ra cái kiểu mà bắt nạt cả con hầu thế? Giải ơi, mày kể tiếp đi. Cay một cái là nó đã đánh em rồi thì nó phải trả em đồng xu đi. Ấy thế mà nó lại bóc ra nó ăn nhòm nhèm, nó không cho em được một miếng nào. Nãy mẹ tao cũng bắt tao ăn một đống sô-cô-la, còn sót một cái, mày ăn nốt đi. Ôi giời ơi, dạ vâng em xin chị. Sô-cô-la ngọt mà sao em lại đắng như thế này à chị ơi? Đau. Thế đau như thế này có làm được việc nhà không? Em không làm được chị ạ. Chị tìm được người nào thay em ra 7 bữa rồi em lên em làm tiếp. Nhưng mà đừng trừ lương của em nhá. Đau lắm. Ai? Thôi được rồi, tao cho mày nghỉ 5 hôm, cứ về quê cứ an tâm giữ gìn sức khỏe rồi lên làm cho tao tiếp cũng được nhá. Dạ vâng chị. Thôi khỏi, tao có đứa cháu ở quê mới lên đây xin việc, để tao điện cho nó vào đây luôn. Chứ cái cỡ như chúng mày làm sao tìm được những người giúp việc tốt đi, vừa chăm vừa ngoan vừa biết điều, không như cái con nào đấy. Vâng, quyền bác phép bác thì làm sao cho dám xâm xe vào. Bác cứ gọi nó vào đây. Cái nhà này dù gì cháu làm bao nhiêu năm rồi nhiều việc lắm, thế nên là cũng phải chết linh cho nó vài buổi. Thôi kiềm chế lại, chất gì mẹ chị. Thôi để chị ra ngoài kia mua cho mày ít quà, gọi là quà thành phố đem về quê nhé. Mày làm việc ở trong đấy thì mày cũng phải nghe ra ngoài này, nghe tao dặn đây này. Một khi mà đã ở trong cái nhà này ý, thì nhà lúc nào cũng phải sạch, ngày quét 8 lần cho tao. Bàn ghế cầu thang thì không để được dính bụi, mà trong nhà vệ sinh ý, thì phải nhớ dọn dẹp hàng ngày, không được để mùi. Còn đây là cái thùng ý thức, lúc nào mà cảm thấy mình không có ý thức ý thì mở ra mà hấp thụ, nó cũng đựng được cả rác luôn. Mà cái thùng rác này ý, đây thì phải biết mang đi đổ, không mang đi đổ ấy bỏ ra mà hít. Này, bà bảo này.